Thì cũng mong quý vị khán giả là kênh em cũng đã bị bắt tương tác, cũng bị quýnh, cũng bị hủy subscribe rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và đây cũng là sau khi phiên tòa của thầy Diêm Nguyên Huỳnh kết thúc, em rớm nước mắt. Thật sự là em có khóc chứ không phải là không có. Tại vì mình mở được một cái nỗi oan và cũng mở được một cái gì đó nó là rất nặng trĩu trong lòng của mình. Đó chính là cái câu nói là em hại cô Nguyễn Phương Hằng. Rất là nhiều á. Nói rằng là em hại cô Nguyễn Phương Hằng. Thật sự đến bây giờ em chưa có bất kỳ một hành vi, một lời nói nào hại cô Nguyễn Phương Hằng cả. Và những điều em làm đó giờ dựa vào sự thật, dựa vào những pháp lý, dựa vào những lý tính đã làm. Nhưng còn cái việc và có hại cô Nguyễn Phương Hằng hay không á, thì em cũng không có giải thích được. Tại vì đến bây giờ cũng chưa có ai chứng minh, cũng chưa có ai nói giùm em một lời rằng em không có. Chỉ có đến từ những người nào đó liên tục vu khống rồi liên tục nói em này nọ thôi, thì em cũng đang phải chấp nhận. Tại vì một khi đã đi vào cái sự việc mình làm thì em phải nói là không có ai có thể cản bước được em, và em cũng sẽ không phải là thợ đeo cày giữa đường, cho nên em sẽ đi làm đến cùng. Và đối với em những lời nói đó chỉ là vô nghĩa và vô giá trị, tại vì đối với em đến bây giờ người quan trọng nhất đó chính là người làm được những gì, chứ không phải là người nói hay những gì. À, thật ra thì Quỳnh Như nói thật với quý vị rằng là Quỳnh Như học luật chắc cũng 8 năm rồi. Có nhiều lời đồn đại Quỳnh Như chưa tốt nghiệp, cái đó là những cái lời đồn đại nó vô căn cứ. Và bản thân Quỳnh Như khi mà Quỳnh Như học luật á, thì Quỳnh Như nói thẳng ra cho tới bây giờ Quỳnh Như chưa có đủ một cái sự tự tin để mình nói rằng là mình có khả năng để bảo vệ ai hết. Quỳnh Như là một cái người hồi nhỏ là rất là hiền, cho nên là đi đâu cũng bị ăn hiếp, cho nên là đi đâu cũng bị, nói chung là nhiều thứ lắm, cho nên là từ nhỏ đến lớn thì Quỳnh Như hơi bị khép kín đó quý vị. Cho nên thành ra là nếu mà nói về cái vấn đề mà cái giây phút nào mà mình cảm thấy rằng là mình có ý nghĩa nhất trong cuộc đời học luật của mình á, thì Quỳnh Như nghĩ rằng là đó chính là cái giây phút mà Quỳnh Như ngồi trên một chiếc xe máy và Quỳnh Như nhận được một cái kết quả của thầy Jimmy. Thì Quỳnh Như nghĩ rằng là đó chính là cái điều đầu tiên trong cuộc đời của mình mà mình cảm nhận được rằng là à, mình đã có một cái gì đó thôi. Mình có thể một góp ý một nhỏ hoặc là một cái công sức nhỏ để mình tin rằng là à, mình học luật nó là một cái điều đúng đắn. Và lúc đó Quỳnh Như vui lắm quý vị, tại vì thật sự luôn là mình chưa bao giờ mình suy nghĩ rằng là nếu như mà một cái người họ không phạm tội mà họ lại bị vướng vào lao lý, mà trong khi đó thì toàn bộ những cái gì mình cảm nhận về họ, bởi vì anh Jimmy là một người có nền tảng về gia đình rất là tốt, có nghĩa rằng là gia đình cũng là những người có công với cách mạng, và bản thân ảnh cũng là một cái người được đào tạo rất là bài bản về cách cư xử, về văn hóa, nói chung rằng là tất cả những gì Quỳnh Như cảm nhận từ anh Jimmy nó bộc lộ ra được mình nghĩ rằng đây là một người tử tế. Và thậm chí rằng là trong những cái video clip anh Jimmy ảnh chia sẻ trên cộng đồng mạng thì Quỳnh Như thấy rằng là hoàn toàn là những cái lời phản biện mang một cái tính chất là tử tế và trí tuệ, có nghĩa rằng là ảnh chỉ phản biện thôi chứ không phải là theo một cái xu hướng rằng là bóc phốt người này bóc phốt người nọ đó. Cho nên thành ra rằng là Quỳnh Như nghĩ rằng là khi mà mình có được một cơ hội để được liên quan tới một câu chuyện mà mình có thể cứu được một người nào đó, giúp được một người nào đó, thì Quỳnh Như nghĩ rằng đó chính là một trong những cái mà Quỳnh Như tin rằng là à, 8 năm qua mình cũng đã tìm thấy được một cái niềm vui của mình. Tại vì Quỳnh Như không có liên quan về luật nhiều lắm đó, cho nên là Quỳnh Như thấy rằng là đó chính là cái điều mà Quỳnh Như nghĩ là nó là cái câu trả lời xác đáng nhất cho tất cả những sự cố gắng của anh nông dân, của luật sư Kim, của tất cả mọi người yêu thương anh Jimmy Huỳnh, nhưng mà họ không thể hiện điều đó trên mạng xã hội. Và bản thân thì quý vị cũng thấy rằng là anh nông dân hoàn toàn không làm những clip liên quan tới thầy Jimmy Huỳnh, mặc dù rằng là anh nông dân thừa biết rằng là quý vị rất là thương thầy Jimmy. Nếu mà nói về thầy Jimmy sẽ có tương tác, nhưng mà anh Jimmy, anh nông dân không có muốn điều đó. Anh nông dân không có muốn rằng là mượn tên của thầy Jimmy, hoặc là muốn đưa ra những cái vấn đề nào đó có thể bất lợi, khiến cho những cái bên phản biện họ có thể lợi dụng để họ dẫn dắt câu chuyện. Cho nên rằng ngày hôm nay Quỳnh Như nghĩ rằng là đó là một cái livestream cũng khá là đặc biệt, lần đầu tiên mà anh nông dân chia sẻ, là bởi vì anh nông dân cũng cảm thấy rất là bức xúc về một số những YouTuber phản biện. Mà cá nhân của Quỳnh Như thật sự là ngày hôm nay khi mà Quỳnh Như nghe được một số những YouTube mà mình đã từng biết tới họ, mình cũng đã từng nói chuyện với họ, mà họ vẫn thể hiện một cái sự sân si, họ vẫn mong muốn rằng là à, cá nhân này vào tù rồi, cá nhân này phải như vậy, thì Quỳnh Như nghĩ rằng là cái điều mà họ, nếu có nghe được cái livestream này, thì Quỳnh Như nghĩ rằng là cái điều đầu tiên mà chúng ta được học đó chính là chúng ta phải học được một cái gọi là sự trắc ẩn. Có nghĩa rằng là nếu một cái điều nào đó tốt đẹp đến với người khác
thì cho dù chúng ta không thích người đó hoặc cho dù chúng ta ghét người đó thì Quỳnh Như nghĩ rằng là chúng ta nên chúc mừng họ, bởi vì đó là điều tốt đẹp dành cho họ. Còn nếu mà họ có xấu với ai, họ có như thế nào thì đó sẽ là cái nhân quả của họ, mình không cần phải đẩy họ. Có nghĩa là mình không nên dùng những cái lời lẽ gọi là thâm độc để mình đẩy một cái người nào đó vào một cái góc tường rồi bắt đầu mình chì chiết họ. Đây là cái điều mà Quỳnh Như nghĩ rằng là chúng ta không nên như vậy.